Vâng, xin kính chào ông bà cô chú anh chị các bạn đã trở lại với video của em ha. Hiện tại bây giờ thì em đang có mặt tại mộ cậu Năm buổi trưa nay mọi người. Buổi trưa nay thì kinh Phật đã tắt nha mọi người. Thì em vào đây để cập nhật cho mọi người xem. Đó. Không biết là ở đây có cái sự kiện gì hay không. Thấy có dừa nè. Đi nước mía hả? Đi nước mía à, mới chạy lên tới ngã ba Việt Kiều lận ở kì á. Một lát mình vẫn sầu riêng của cậu mình bỏ vô. Không? Đúng rồi. Đây là sầu riêng của đại mua cúng cho cậu này nha. Chú Sáu cũng mua dừa nha mọi người. Hello. Là dùng chứ không phải là ăn. Quá sầu riêng. Con thịt là dùng của thằng chó. Chào anh Bi nha, anh Bi đi từ kia vô đây. Chào anh. Chào em. Bắt con mới lên tới luôn. Thì tại có cúng đồ thì cũng quay là sầu riêng. Đây nặng sừng sẽ là thịt. Rồi mình cắt nó lại sẽ vừa đó là sáu vừa đi. Cà phê sữa này là của anh Sáu. Đây là của Nắng Sưng. Cà phê của Nắng Sưng. Cà phê của Bắp. Sao cái bây giờ phải của anh Bắp cao hơn đi cà phê của em? Thời gian cao hơn em, chứ có lùn hơn em đâu. Chính xác. Thông báo đến cô chú anh chị và các bạn thì anh của Bắp đã quay trở lại. Và lợi hại gấp ngàn lần. Và nói chung là còn thấm. Thôi, chưa chết được đâu. Nhưng mà trong bên cạnh đó thì anh Quốc Võ ở USA. USA tôi nhập. Có gửi tới kính viếng hàng năm có nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và chỉ có nghệ sĩ Lâm Chí Kiên với con chứ không có các bác nghệ sĩ là các bạn ở đây cả nhà không biết không biết anh anh bác còn nhớ không cái ngày mà trước cái ngày mà anh về buổi chiều đó là tiên đó anh chị về anh nhớ không? Em có đặt cái chủ đề là đi xa. Đi xa anh có là bình luận anh vừa thôi chứ không có đi xa. Đi xa nhưng mà không ngờ hôm nay đã quay trở lại. Vậy là anh đi gần chứ không có đi xa. Vậy là anh chưa đi xa lắm. Anh chưa ra khỏi nước hả? Còn ở trong nước. Nói chung là anh không xa hai đứa lắm. Mà xa hai đứa quá thì anh lại nhớ anh mới quay về. Hôm bữa thì có ghi cái tiêu đề anh đi xa. Bà con cô bác cũng lo lắng cho anh. Bữa nay thì cũng thông báo bà con cô bác là anh về rồi. Vui mừng vì anh bắt trở lại. Nó quay trở lại là anh về rồi. Anh đã quay trở lại đúng lý là của anh lên ngày nào hay mệt chứ anh đúng rồi em nó bắt lên bắt luôn bắt luôn bắt luôn bắt luôn siêu hồn cái này gọi là siêu hồn á anh đi ông ngoại nhớ anh lắm anh thì không cũng mới vừa tới thì thắp cho ngoại một nén hương trước dạ. Rồi xong mới vô tới cậu Năm ông ngoại có nói gì với anh không ngoại nói là trời ơi mừng quá mày về tới rồi cháu của tao đi đâu lâu quá vậy bữa nào trời mơ thấy mặt của mày thì hôm qua Bắp cũng có đi với anh Quốc Khang viên tân 79 này là do bệnh một chút xíu việc cho nên là không có qua bên sáng đi cho anh Quốc Võ. Em biết rồi nha, bữa nay là em biết rồi á, anh có một cái máu đỏ đen, anh đánh bài Quốc Võ đúng không? Đúng rồi. Đón hình đón chữ gì có lên trường bích gì nhưng mà chơi không lại, chơi không lại anh, cho nên thôi nghỉ không chơi. Sáng thấy gì đánh bài, cái gì đón gì năm. Cái đó là Tôn Ngộ Không Việt Nam chỉ ha. Năm bích năm rô gì phải không? Tôn Ngộ Không Việt Nam hôm qua là
cũng là thân với anh Quốc Võ cho nên là ghé lại luôn. Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không Việt Nam. Cái anh đầu quá quá. Đúng rồi, đợi cái nón á, Tôn Ngộ Không Việt Nam. Hay là có Nguyễn Đăng Vlog luôn. Có Nguyễn Đăng Vlog luôn thì cũng cái dịp đó là Nguyễn Đăng Vlog cũng ghé xuống. Mà chắc là cũng Quốc Võ chắc cũng kêu kiếm cà phê á. Để qua liền, để em quay cái này coi. Hai bên chị Mỹ Xuân, Xuân ha, chú chị Mỹ Xuân Thiện Ngọc Quang, chú bên đây là chú Võ này cả nhà. Cày thần hai cây thần nước rồi. Mà lớn nữa gì ta? Ôi! Dữ vậy? Thiều. Thiêu 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 rồi thì chắc có lẽ cũng xin kết thúc cái video mọi người. Mọi người xem thì cho em xin một cái like, một cái chia sẻ nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây là toàn cảnh buổi trưa nay mọi người.